thế giới bất ngờ. Một người lạ bỗng làm cha thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mơ lên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mai ở bên cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Em nghe lời anh, về nhà đi. Ba em có giận, có thương á, ba em mới mắng như vậy. Không có gì hết đâu. Em thì làm gì mà có gia đình. Ba ruột của em á thì không có thương em, còn chị họ của em thì suốt ngày ăn hiếp em không à. Sao mà nghe như tấm cám đấy. Còn hơn tấm cám luôn đó anh. Em muốn về ở đâu? Hay là anh cho em theo anh luôn đi anh Thành? Thôi, theo anh khó lắm. Tự lập rất là khó và cần rất là nhiều kỹ năng. Em còn nhỏ như vậy, sao mà tự lập được. Thôi, về nhà đi em. Vậy sao anh không về với ba mẹ của anh? Bỗng ngày sẽ quá buồn khi lời vui không tìm tôi, nên đây có lời rơi xuống sao trời buồn buồn lên núi. Từ nay tự lo rửa bát nấu cơm quét nhà và một thân một mình. Ngày ngày cứ thế trôi qua kiểu như con tinh tinh. Khổ ghê. Vô con hết. Đào Đào, Đào Đào, quay lại đây. Để chú về, chú dạy lại con chú, cho con vui lòng nha. Con trai băng là để rồi khi ta chung một nhà. Hiểu lầm khi xưa bỏ qua, ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tình cười hà ha. Mai ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Nhưng mà tại vì Việt Thúy nó ăn hiếp con chứ bộ. Ăn hiếp cái gì? Bà nói con biết hay chưa? Trong nhà này không chấp nhận cái tính đó nghe chưa? Lúc nào ba cũng vậy hết á. Lúc nào ba cũng coi con là người gây chuyện trong gia đình hết á. Coi con như là thành viên vô thừa trong gia đình này vậy. Đã vậy con sẽ không bao giờ ở trong cái nhà này nữa. Ai vậy con ăn nói với bà kiểu đó hả? Hả? Con tự tới đây. Con muốn đi thì con tự đi. Bà nhớ. Con với cái không dạy được nữa. Mai ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che,